Arsenal bước vào trận đấu với Leeds United với một số thay đổi nhân sự. Bukayo Saka ngồi dự bị, Gabriel Jesus trở lại đội hình xuất phát lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2022. Arsenal khởi đầu khá chậm chạp trong khi Leeds United dù chỉ cầm bóng khoảng 35% trong 20 phút đầu nhưng có tới 3 cú dứt điểm trúng khung thành, buộc thủ môn Ramdale phải trổ tài. Dẫu vậy, với cái duyên của đội đứng đầu, Arsenal tìm được bàn mở tỷ số đầy may mắn. Phút 35, Jesus có pha xử lý khéo léo, buộc Luke Ayling phải phạm lỗi trong vòng cấm. Chân sút người Brazil thực hiện thành công quả phạt đền, 1-0 là tỷ số của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Arsenal nhập cuộc với tốc độ cao hơn khiến Leeds United không kịp xoay sở. Phút 46, Martinelli đột phá rồi căng ngang cho Ben White ập vào đệm bóng cận thành, ghi bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà. Chưa dừng lại, chỉ 9 phút sau, Gabriel Jesus tiếp tục tỏa sáng. Lần này, anh phối hợp rất hay với Leandro Trossard trước khi kết thúc bằng pha dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 3-0. Đáng chú ý, đây mới là trận đấu đầu tiên Jesus trở lại đội hình xuất phát sau khi bình phục chấn thương gối gặp phải hồi tháng 11 năm 2022. Leeds United vùng lên ngắn ngủi ở cuối hiệp 2, nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn thắng của Christensen ở phút 75. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau, tia hy vọng le lói của đội khách bị dập tắt với pha lập công của Granit Xhaka sau đường kiến tạo đẹp mắt của Martin Odegaard. Thắng chung cuộc 4-1, Arsenal tiếp tục duy trì khoảng cách 8 điểm với đội bám đuổi Man City trên bảng xếp hạng giải ngoại hạng Anh. Đây đã là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của pháo thủ tại ngoại hạng Anh. Nếu giữ vững phong độ này, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta nhiều khả năng sẽ giành chức vô địch sớm vài vòng đấu.